Với trái tim chứa đầy tình yêu thương và lòng nhân ái, anh Lương Thế Mạnh ở tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội đã tận dụng ngôi nhà nhỏ của mình để mở cơ sở tẩm quất, nơi những người khiếm thị có cơ hội học tập, làm việc và tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ. Không chỉ đầy đủ cơ sở vật chất, tại đây anh Mạnh đã trang bị cho họ những kỹ năng cần thiết để có thể tự mình tạo ra nguồn thu nhập. Suy nghĩ của các bạn ấy nó khác với chúng ta là ở chỗ là các bạn ấy hay mặc cảm. Về vợ tôi mới nói là liệu anh có kiên trì được không? Thì tôi chỉ nói là mình cứ cố gắng, mình hãy làm những cái gì mà mình thích. Mình cứ nhiệt tình, mình tận tâm. Nếu như mình có tâm thôi là tôi nghĩ sẽ thành công. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, chưa được học hết cấp 3, em Vũ Dương Hùng nhờ cơ duyên đã gặp được anh Mạnh. Cũng từ đó, ánh sáng tương lai trong em Hùng đã được thắp lên. Bố mẹ làm công nhân thì hoàn cảnh thì cũng rất là khó khăn. Thì cũng may là có cơ duyên được đến đây, được chú Mạnh giúp đỡ, có công ăn việc làm, cháu yêu đời hơn, đã giúp cháu có một cái cuộc đời mới. Chị Phạm Thị Thu cũng có hoàn cảnh tương tự, hai mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, con nhỏ thường hay đau ốm. Nhiều mạnh thường quân biết hoàn cảnh khó khăn của chị, ngỏ lời muốn giúp đỡ nhưng chị từ chối. Chị muốn tự trang trải cuộc sống bằng chính đôi bàn tay của mình. Em thì rất muốn đi làm là vì vừa tự nuôi được bản thân mình và có thể nuôi được bé nhà em. Sau một thời gian mở cửa, cơ sở tẩm quất này đã trở thành địa chỉ quen thuộc với những người có nhu cầu thư giãn sức khỏe sau những ngày làm việc mệt mỏi. Trung bình mỗi ngày, cơ sở tiếp nhận từ 3 đến 4 khách với mức giá 120.000 đồng trên một người. Ngoài ra, cơ sở còn có dịch vụ tẩm quất tại nhà. Tuy nhiên, vì là tẩm quất người khiếm thị, nên làm sao để có lượng khách ổn định để những người thợ làm nghề tại đây có một cuộc sống tốt hơn cũng là việc khiến anh Mạnh chăn trở. Tôi mong muốn có cái lượng khách đến để cho các bạn ấy làm. Đấy là cái mong muốn của tôi, là có người đến, có người ra, người vào ấy, để các bạn ấy có một đồng thu nhập mà chính mồ hôi nước mắt của các bạn ấy, chính bàn tay các bạn ấy. Bây giờ tôi cho các bạn ấy tiền, các bạn không nhận. Căn nhà nhỏ trên phố Phúc Tân không chỉ mang lại công ăn việc làm mà còn mang lại một mái ấm, một cuộc sống mới cho những người khiếm thị. Đôi bàn tay chăm chỉ là biểu tượng cho sự vươn lên, sự nỗ lực và kiên trì trong cuộc sống. Và đằng sau đó vẫn có những tấm lòng hảo tâm, những đôi bàn tay sẵn sàng chia ra đúng lúc, là minh chứng rõ nhất của một xã hội đầy nhân ái và vị tha.